Hãy subscribe.
kia chờ đợi chị Khánh Phương đến. Bây giờ có anh chị nào đi cường, có chị nào kinh doanh cho bài nhạc kế tiếp chưa? Có hai người xin chúng hai người lên và xong ca cũng được. Và nên nhớ là mình chỉ ca được một lần, không ca hai lần nha. Và những người khác lên chơi vui với nhóm rồi hãy kiếm mình.